cơn Tây. Trung bình có tới 64 loại chất độc khó có thể được rửa trôi ở bất cứ bó cần tây nào. Về cơ bản, rễ cần tây hấp thụ cực tốt chất lỏng từ lòng đất, nhưng cũng thông qua cơ chế đó, các độc tố cũng dễ dàng được đưa vào thân rau và sẽ đi thẳng vào cơ thể trẻ khi ăn. Mẹ nên hạn chế cho con ăn loại rau này. Cà chua. Để cà chua chín đều đẹp thì người trồng hay sử dụng các loại thuốc bổ chín hoa quả. Chính vì vậy, mẹ nên lựa những trái cà chua xanh và chờ chín dần để sử dụng cho con thì sẽ an toàn hơn. Đào có vẻ lạ lùng nhưng đào tươi không phải là lựa chọn khỏe mạnh dành cho trẻ. Loại quả ngọt nhau chỉ đứng sau cần tây về mức độ các chất độc khó rửa trôi bám trên vỏ. Dâu tây. Dâu tây là một trong những loại quả được phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích nhiều nhất trên thế giới. Một số người còn đùa rằng dâu tây từ bản thân chúng có thể làm thuốc trừ sâu bởi mức độ độc hại của nó đến sâu cũng không chịu nổi. Muốn cho trẻ sinh ăn dâu tây, có lẽ mẹ nên nghĩ lại. Đậu phụ. Đậu phụ giàu protein, canxi rất tốt cho trẻ. Tuy nhiên, loại thực phẩm này lại có quá nhiều tiếng xấu trong việc được làm từ thịt cao xì dừng, bột chua. Nếu không tìm được nguồn bán đậu phụ sạch, mẹ có thể tham khảo cách làm đậu phụ cho trẻ nhé. Giá đỗ. Giá đỗ là một trong những thực phẩm xếp hạng không an toàn bậc nhất. Khi mẹ chọn mua, nếu hơn giá trắng, to, mập, giòn và hầu như không có rễ là những loại giá đỗ dùng chất tích nước và nhiều phần rễ khi ngâm ủ. Những loại giá đỗ này mặc dù chứa nhiều hóa chất độc hại nhưng lại rất hấp dẫn người tiêu dùng. Trồng giá đỗ không khó, chỉ với một chiếc rổ và vài cái khăn xô nhỏ, mẹ có thể tự trồng một mẻ giá sạch cho con mình rồi đấy. Khoai tây. Ngay từ giai đoạn thuốc mầm, khoai tây đã được phun rất nhiều hóa chất để ngăn chặn sâu bọ hủy hoại phần mầm còn non và mềm. Phần đất xung quanh nơi trồng khoai cũng được rải hóa chất để ngăn các loại cây khác mọc chiếm chỗ. Quá trình tích lũy chất độc hại ngay từ ban đầu khiến khoai tây dễ nhiễm độc sâu từ cốt lõi. Mẹ nên lưu ý, chọn mua khoai tây đúng vụ, tránh mua khoai trái mùa bởi chúng thường phải ngậm rất nhiều hóa chất để kích mọc. Lê. Cũng giống như táo, lê là một trong số trái cây phải được phun thuốc trừ sâu liên tục để bảo vệ chúng thoát khỏi vô số các loại côn trùng. Lớp vỏ mỏng manh không có nhiều tác dụng ngăn chặn các hóa chất thấm sâu vào ruột quả. Chính vì vậy, lê khá độc với trẻ sơ sinh. Bún miếng bánh phở. Đổi vị cho con bằng miếng bún bánh phở là điều rất nên làm. Tuy nhiên, khi nhìn vào các loại thực phẩm này có màu hơi trong hơn bình thường là do người sản xuất đã dùng một số hóa chất tẩy trắng trong quá trình chế biến. Nếu miếng bún bánh phở để qua một đêm ở nhiệt độ thường mà không bị oi thiêu là do người sản xuất đã thêm chất bảo quản, chủ yếu là phần mòn khi chế biến. Để đảm bảo an toàn, mẹ có thể cho con ăn các loại bún bánh phở khô bán trong siêu thị, tự làm bún bánh phở cho con. Mực đông lạnh. Nhiều chị em nội trợ mong muốn mua được món mực tươi ngon về cải thiện bữa ăn cho con, mà cũng không biết rằng người bán hàng đã phù phép mực ôi thối sau khi ngâm hóa chất công nghiệp sẽ bị bào mòn một nửa, từ màu đen xám và bốc mùi. Mực trở nên trắng giòn trước khi đưa ra thị trường. Xét về các loại hải sản, mẹ nên chọn mua hải sản tươi cho con là tốt nhất. Nho. Một quả nho duy nhất cũng có thể cho kết quả dương tính với 15 loại hóa chất khác nhau. Mà nho thì đâu mẹ nào chỉ cho con mình ăn một quả. Táo. Táo là một trong những siêu hoa quả rất tốt cho sức khỏe và trí não của trẻ sơ sinh. Vậy nhưng thuốc trừ sâu phun trong quá trình trồng cực kỳ dễ bám vào vỏ táo và có thể ngấm sâu vào phần ruột táo bên trong. Nếu muốn cho con ăn táo, mẹ hãy rửa táo thật kỹ lưỡng và nhớ gọt vỏ tương đối sâu trước khi ăn để giảm thiểu tối đa việc nhiễm độc vào cơ thể trẻ. Thịt heo. Nếu mẹ nhìn thấy thịt chủ yếu là nạc mà hầu như không có thịt mỡ, thịt có màu đỏ sẫm như thịt bò, đó là những loại thịt mà người chăn nuôi đã dùng chất tăng trọng chứa nhiều hóa chất corticoid. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, khi trẻ ăn phải thực phẩm có chứa chất corticoid sẽ gây rối loạn trao đổi chất và ung thư bàng quang. Không chỉ rau vả, quả và ngay cả thịt cũng cần được mẹ lựa chọn thật kỹ càng. Tôm khô. Vì lợi nhuận, nhiều gian thương đã tẩm phẩm màu có chứa hóa chất biến tôm thối thành tôm khô bắt mắt, thu hút người mua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. Để ngọt nước nấu cháo cho con, mẹ nên dùng đầu tôm, vỏ tôm hơn là nên nước tôm khô.